Đối tác của bạn là bò tót, kẻ nhút nhát hay lão hòa tiện? Biết rõ những kiểu người như thế này, dù có đàm phán ở Shark Tank thì cũng dễ xử trí hơn nhiều. Nếu thế nhà đầu tư tiềm năng của bạn là kẻ chẳng ra gì trong buổi đàm phán thỏa thuận đầu tư thì có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ lại. Mỗi người đều có phong cách đàm phán tự nhiên mà thường là một phần trong tính cách của họ thể hiện ra khi giải quyết mâu thuẫn. Rất ít người có nhiều phương pháp đàm phán khác nhau. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn không thể luyện tập để tạo cho mình phương thức ứng xử khác nhau, tùy thuộc vào từng tình huống cụ thể. Phần lớn những nhà đàm phán giỏi không là những người chỉ tự biết kiểm soát mà còn biết ứng phó phong cách tự nhiên của người khác. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới một bạn vài kiểu tính cách mà bạn sẽ gặp và phương pháp làm việc hiệu quả nhất đối với từng kiểu. Thứ nhất, con bò tót hăng máu. Những người thuộc kiểu tính cách này thường đàm phán với giọng điệu lớn tiếng la lối, giải quyết vấn đề bằng quyền lực và đe dọa đối phương. Phần lớn, những người kiểu này không thông minh như họ thể hiện ra và thường không thực sự hiểu vấn đề. Ngược lại, họ chỉ cố gắng giành chiến thắng bằng sức mạnh của mình. Có hai cách để đối phó với những con bò tót hăng máu này. Thứ nhất, bạn có thể đấm vào mũi họ hoặc tỏ ra dịu dàng đến nỗi con bò tót phừng phừng trong tay họ cũng phải tan biến. Nếu như bạn có sức mạnh để trấn áp một con bò tót đang sôi máu thì hãy làm điều đó ngay lập tức chứ đừng chần chừ. Nhưng nếu nhận định của bạn sai lầm thì bạn có thể vừa đánh thức một ngọn núi lửa. Không giống như trên sân chơi của những đứa trẻ, bị một con bò tót hăng máu kiểu này tấn công trong một cuộc đàm phán nhìn chung sẽ không khiến bạn đau đớn. Vì vậy, trừ khi đây là phong cách tự nhiên của bạn, lời khuyên của chúng tôi đưa ra là hãy làm dịu khi đối phương của bạn tức giận. Thứ hai, anh chàng tốt bụng hay người bán ô tô cũ. Bất cứ khi nào làm việc với kiểu người dễ chịu này, bạn cũng có cảm giác như anh ta đang chào bán một cái gì đó cho bạn. Thường thì bạn không chắc chắn thứ mà anh ta bán là thứ mà bạn cần hay không. Và khi bạn nói không, thì hoặc anh ta tỏ rõ nỗi thất vọng, hoặc sẽ tiếp tục mỉm cười với bạn giống như khán giả trong một sự kiện của giới chuyên gia tâm lý. Nói cách khác, cuộc đời vẫn tươi đẹp chừng nào bạn còn bằng lòng với điều kiện mà họ đưa ra. Khi cuộc đàm phán dần dần tiến triển, anh chàng tốt bụng này sẽ ngày càng trở nên cứng rắn hơn trong mọi thương lượng. Trong khi người bán ô tô luôn cần rao bán với quản lý của mình, anh chàng tốt bụng này thường trả lời bạn bằng câu nói: "Hãy để tôi xem xét và sẽ trả lời anh sau." Và mặc dù anh ta không lớn tiếng với bạn, nhưng như những chú bò tót ở trên, bạn vẫn có thể cảm thấy khó chịu không kém vì sẽ không bao giờ nhận được một câu trả lời thực sự hay đạt được một sự tiến triển nhất định. Lời khuyên trong tình huống này là bạn hãy tỏ ra rõ ràng và thẳng thắn. Đừng bao giờ kéo dài cuộc thảo luận, bởi anh chàng tốt bụng sẽ sẵn sàng nói chuyện với bạn cả ngày. Nếu tất cả các phương cách nói trên đều thất bại, đừng ngại thêm một chút hung hăng của chú bò tót để thúc đẩy tiến trình. Kiểu thứ ba, con nghiện kỹ thuật. Đây là kiểu mà người ta luôn luôn quan tâm đến các chi tiết kỹ thuật. Mặc dù anh ta sẽ không lớn tiếng với bạn như những chú bò tót hung hăng, và bạn sẽ không phải băn khoăn liệu có tồn tại một con người thật đằng sau chiếc mặt nạ bạn nhìn thấy như bây giờ hay không, nhưng bạn sẽ mệt mỏi với những chi tiết vụn vặt dường như không bao giờ giải quyết được hết. Kiểu con nghiện kỹ thuật này có cả tỷ vấn đề, luôn gặp khó khăn trong việc xác định vấn đề nào là thực sự quan trọng, bởi với anh ta mọi thứ đều quan trọng. Lời khuyên để đối phó với kiểu người này là bạn hãy cố gắng chịu đựng. Thậm chí bạn có thể chơi trò Farmville trên Facebook trong khi nghe anh ta nói. Những con nghiện này có xu hướng khiến bạn mất đi sự tập trung vào những điểm mà bạn thực sự quan tâm trong khi đàm phán. Hãy chắc chắn bạn không mắc bẫy bằng cách luôn ghi nhớ chúng trong đầu, đồng thời nhượng bộ những điều khác. Nhưng hãy lưu ý rằng bạn phải đàm phán những điều mà bạn muốn cùng lúc. Bởi kiểu đối tác này thường tách riêng từng điểm nhỏ để thảo luận mà quên đi nguyên tắc cho và nhận trong khi đàm phán. Kiểu tính cách thứ tư, người đồng hành nhút nhát. Kiểu đối tác này có vẻ sẽ là bạn nhảy hoàn hảo dành cho bạn, nhưng cũng có những vấn đề của riêng mình. Tôi cá rằng bạn có thể dễ dàng khiến anh ta móc hầu bao trong khi đàm phán, nhưng nếu bạn làm mọi thứ quá có lợi cho mình thì bạn sẽ phải trả giá cho điều đó. Sau khi bắt tay hợp tác, bạn sẽ phải đối diện với anh ta hàng ngày khi anh ta có mặt trong các cuộc họp của ban giám đốc.
Với một người đồng hành nhút nhát, có khi bạn sẽ phải đóng cả hai vai trong cùng một cuộc đàm phán. Đôi khi điều này còn khó khăn hơn việc có một đối thủ thực sự. Kiểu tính cách thứ 5, lão hòa tiện. Với một lão hòa tiện, mọi thứ mà bạn muốn đàm phán sẽ hỏng bét. Dù bạn có đạt được kết quả thế nào thì cũng thật sự là kinh khủng. Và mỗi bước đi trong quá trình đàm phán dài dặc, bạn sẽ cảm thấy như thể có một vị nha sĩ đang nhổ răng hàm mà không dùng thuốc tê. Không giống như những chú bò tót hung hăng, những kẻ hà tiện sẽ không la lối om sòm, và cũng không như những anh chàng tốt bụng, họ không bao giờ hài lòng. Mặc dù những đối thủ này thường không quan tâm tới các chi tiết nhỏ nhặt, nhưng họ không thỏa mãn với nhượng bộ nào của bạn. Những kẻ hà tiện cũng không hề nhút nhát. Họ đã xem xét mọi chuyện rất kỹ càng từ trước và sẽ luôn cân nhắc cho bạn nhớ điều đó mỗi khi mà họ có cơ hội. Theo nhiều cách khác nhau, kẻ hà tiện giống như một ông già bảo thủ. Nếu như bạn kiên nhẫn, hòa nhã và khoan dung thì sẽ có được thứ mình mong muốn, nhưng sẽ không bao giờ thực sự làm được đối tác kiểu này hài lòng, bởi vì chẳng có ai làm được điều đó cả. Thế còn những người khác thì sao nhỉ? Những người minh bạch, tốt bụng, thông minh, điềm đạm mà chúng ta vẫn hy vọng sẽ gặp ở ngoài bên kia đàm phán. Mặc dù họ cũng tồn tại, mỗi người đều có một phong cách riêng giúp họ đạt được thỏa thuận, đặc biệt khi mọi chuyện không suôn sẻ. Hãy đảm bảo bạn biết mình đang đối diện với ai để không bất ngờ cho chính mình. Bạn cũng sẽ thấy rất nhiều kiểu ứng xử xuất hiện trong các cuộc họp của ban giám đốc khi mà mọi chuyện không tốt đẹp như mọi người mong muốn. Bạn sẽ học được rất nhiều điều về một người khi đàm phán với người đó. Đây chính là cớ để bạn có cuộc đàm phán càng chi tiết càng tốt trước khi đặt bút ký bản thỏa thuận đầu tư trong đó có điều khoản cam kết thực hiện giao dịch. Nếu thấy nhà đầu tư tiềm năng của bạn là kẻ chẳng ra gì trong buổi đàm phán thỏa thuận đầu tư, thì có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ về việc có nên để người đó trở thành thành viên ban giám đốc và tham gia vào mạng lưới của bạn hay không, tức là có nên để người đó trở thành đối tác của mình hay không. Nếu bạn là người có khả năng thể hiện đa tính cách trong khi đàm phán, thì kiểu tính cách nào khiến bạn hài lòng nhất? Trong một cuộc đàm phán mà uy tín và mối quan hệ cần được duy trì, hãy cố gắng thể hiện sự minh bạch và cởi mở nhất mà bạn có, và hãy để đối tác hiểu rằng đó là con người thực sự của bạn. Còn nếu bạn chỉ chơi một lần duy nhất, như là đang đàm phán một thỏa thuận mua lại với người mà bạn không bao giờ muốn hợp tác lần nào nữa, hãy làm như O. David từng nói, chỉ cần thắng là được. Cũng giống như trong thể thao, đừng bao giờ quên rằng chiến thuật tốt nhất, bất ngờ nhất, thay đổi kế hoạch của bạn để đối phương phải cảnh giác. Sắc thái Văn Linh. Ở tuổi đôi mươi, các bạn trẻ không nên nghĩ đến cân bằng cuộc sống, hãy nghĩ về công việc thôi. Thật bất ngờ khi quan điểm này của Sắc Linh cũng trùng với quan điểm của tỷ phú Jack Ma, ông chủ sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế Alibaba. Là Sắc nữ duy nhất trong chương trình Shark Tank Việt Nam, chị Thái Văn Linh, giám đốc chiến lược và vận hành quỹ đầu tư Vina Capital, thường được biết đến với những phân tích thực tế và chiến lược đầu tư chắc chắn. Gần đây, Sắc Linh cùng với 4 Sắc khác của chương trình đã xuất hiện tại Hà Nội trong một sự kiện giao lưu với sinh viên thủ đô. Khi MC đặt câu hỏi, thanh niên Việt Nam thiếu cái gì so với thanh niên thế giới và họ nên làm gì để đổi kịp các startup ngoại? Sắc Linh đã có những chia sẻ rất thẳng thắn. Dưới góc nhìn của một người đã từng làm việc cả ở thị trường trong nước và nước ngoài, Sắc Linh cho biết sinh viên Việt Nam hay thị trường Việt Nam không có quá nhiều khác biệt so với quốc tế. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng có nhiều nét cá tính rất tương đồng. Tuy nhiên, mình nhận thấy có một điểm các bạn nên thay đổi, đó là tư duy, là cách suy nghĩ về sự nghiệp, về công việc. Lý giải cụ thể hơn về điều này, Sắc Linh cho biết trong quá trình phỏng vấn, nhiều bạn trẻ hay hỏi chị về vấn đề work-life balance, cân đối giữa công việc và cuộc sống hàng ngày thế nào. Nhưng mình thắc mắc sao mới ngoài 20 các bạn đang nghĩ về work-life balance? Hay mấy tuổi không nên nghĩ về work-life balance? Hay mấy tuổi nên nghĩ về công việc? Theo Sắc Linh, 20 tuổi là thời điểm các bạn trẻ có thể dễ dàng nói tôi không biết và sẽ có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng khi đã lên tới 30-40 tuổi, có nhiều vấn đề mà họ không thể tiếp tục nói tôi không biết được nữa. Vậy thì trong độ tuổi 20, các bạn không nên suy nghĩ cuộc đời thế nào, đi chơi ra sao? Hai mấy tuổi là cơ hội duy nhất để các bạn học hỏi nhiều càng tốt, chị khẳng định.
Cũng theo giám đốc quỹ Vina Capital, có một lý thuyết khá nổi tiếng của Malcolm Gladwell nói rằng nếu ai đó dành khoảng 10.000 giờ để nghiên cứu học hỏi thì họ sẽ trở thành chuyên gia. Tuy nhiên, lý thuyết này đã cũ. Nếu mình học hỏi và làm cái gì đó sai trên 10.000 tiếng, mình sẽ thành chuyên gia làm sai. Vậy nên Shaklin cho biết với việc học hỏi không nhất thiết phải giới hạn ở hành động ngồi trên giảng đường hay tích cực ghi chép, mà các bạn sinh viên có thể mở rộng ra bằng cách đi nói chuyện với mọi người xung quanh, tìm cho mình một người mentor. Có nhiều cơ hội để học và chúng ta nên đánh giá, chọn lọc cách học tốt nhất, chị Linh kết luận. Được biết quan điểm của Shark Thái Vân Linh về những gì giới trẻ Việt nên làm ở tuổi 20 cũng tương đồng với quan điểm của tỷ phú Jack Ma. Trong chuyến đi gần đây tới Việt Nam, vị tỷ phú người Trung Quốc khuyên các bạn trẻ Việt Nam đừng có tối nào cũng đi chơi mà phải lên mạng để tìm kiếm cơ hội. Có phải tối nào họ cũng xuống phố được không? Họ phải lên mạng, phải làm ăn kinh doanh. Một quốc gia có dân số trẻ như thế này phải tạo cơ hội cho họ kinh doanh đơn giản, dễ dàng, dễ cạnh tranh trong tương lai, Jack Ma khẳng định. Các bạn thấy quan điểm của Shark Thái Vân Linh như thế nào? Nếu thấy hay, hãy comment và chia sẻ clip cho mọi người cùng biết nhé! Và nhớ subscribe cho kênh để theo dõi những video thú vị khác được update hàng ngày.